Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 10 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, mở đầu sẽ là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa có nhiều thay đổi, phổ biến vẫn là tiết trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh. Trên đất liền, các địa phương miền Đông là khu vực có nền nhiệt độ thấp nhất, duy trì trong khoảng từ 20 cho đến 25 độ. Còn lại khu vực miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long, nhiệt độ dao động từ 22 đến 26 độ. Đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết cơ bản cũng là nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 23 độ, trời lạnh, gió đông bắc cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5, sóng cấp 2 cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km nên không gây trở ngại cho các hoạt động trên biển. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết trong tỉnh, còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Tại Bắc Bộ, phổ biến chỉ có mưa vài nơi về đêm và sáng, trưa chiều giảm mây, trời nắng nhẹ nhiệt độ cao nhất từ 26 cho đến 29 độ, một số nơi ở Tây Bắc cao hơn. Trong khi đó, tại miền Trung, mưa sẽ gia tăng, nhất là ở khu vực từ Nghệ An trở xuống cho đến Đà Nẵng. Lượng mưa có thể lên đến từ 100 đến 150 mm. Trong cơn rông, có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và lũ quét sạt lở đất tại vùng núi cao. Do mưa kéo dài nên nền nhiệt độ trong ngày mai ở Trung Bộ không cao, hầu hết dao động từ 25 đến cho đến 28 độ. Riêng các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Đêm nay, ngày mai, mưa rào và rông cũng là kiểu thời tiết chủ đạo tại các tỉnh phía Nam. Trong cơn rông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 28 cho đến 31 độ, trong khi đó ở khu vực Nam Bộ là từ 30 cho đến 33 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển. Khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 riêng khu vực Bắc Biển Đông sóng cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Ngoài ra, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, vẫn có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông, tiềm mẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8 có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền.